Vừa rồi là một cơ hội tuyệt vời để phá vỡ thế bế tắc của trận đấu, nhưng không, bảng tỷ số vẫn chưa thay đổi. Một trận đấu hết sức nhọc nhằn cho cầu thủ tấn công của cả hai đội, hàng thủ hai bên đều làm việc vô cùng tỉnh táo. Varane thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Frank Lampard, Michael Ballack, Socrates. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Đó là pha can thiệp tuyệt vời. Lucas Vázquez. Cơ hội là đây. Tình huống lấy bóng của Ander Vedan. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Thật tuyệt khi sút. Ôi, bàn dẫn. Không, cú đá đã rất gần nhưng chưa thành công. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Coleman. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Rất nhiều đường truyền. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Anh ta đã bắt được bóng. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Không đều là tỷ số tuyệt vời. Trọng tài đã thổi còi và chúng ta bắt đầu hiệp. Lucas Vázquez. Varane. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Frank Lampard. Hãy cùng theo dõi tình huống này. Tati. Hàng thủ đã ngăn chặn kịp thời phóng nguy hiểm đó. Tình huống đó xứng đáng có thể. Hutchinson bật tường. Và bàn thắng đã tới với quả vô lê này. Bao! Vâng, không thể tiên đoán bất cứ gì trong trận đấu vì không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Họ đã có bàn thắng rất xứng đáng. Vâng, và đó là một bàn thắng tuyệt vời sau rất nhiều những cú sút trong trận đấu. Tốt lắm, tôi không chắc là anh ta có định như thế không. Nhưng ai quan tâm nhỉ, anh ta đã đưa bóng lên nóc lưới. Có thể sẽ là một pha bật tường. Có thể tạt bóng. Chuyền bóng lại. Daniel Sturridge. Phối hợp tốt. Ồ, đó là cột dọc. Mất bóng trong vòng cấm. Michael Ballack. Varane.
Sokratis. Đây rồi. Kai Walker. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Daniel Sturridge. Kai Walker. Cần phải tắt ngay. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Enzunzi. Khán giả trên sân vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình, nhưng đội bóng con cưng của thành phố này vẫn đang gặp quá nhiều vấn đề trong thi đấu. Đúng là như vậy, có vẻ như họ đã quên mất rằng mình đang thi đấu trên sân nhà thì phải. Và đây sẽ là một quả ném biên. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Một hai, và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Aubameyang. Những đường chuyền nhằm kéo sát đội hình đối phương. Cản bóng chính xác. Vậy mà có người nói bóng đá ngày nay không còn hậu vệ hay nữa. Đây chắc chắn là một trong cơ hội tốt nhất mà ta nên tận dụng. Thời gian bù giờ sẽ là 2 phút. Cơ hội. Sút đi. Vào. Và thắng tuyệt đẹp của Lucas Vázquez. Vâng, cảm ơn cá nhân anh Quang Tùng. Vâng, bạn không nghĩ rằng anh ta có nhiều không gian để xử lý hay thời gian với quá nhiều hậu vệ xung quanh mình, nhưng điều đó không ngăn cản. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay đã chính thức khép lại. It's time for you to give us the damn list, okay? We just showed some of the MVP odds, which are getting tighter and tighter by the day, especially with Josh Allen's elbow injury. So with that in mind, I want you to run down who's the most important to their team and start with number four. You know, it's a bunch of guys, though, that can make this list, but I took it to the four, like you said, and I'm starting with Saquon Barkley and the New York Giants. Bouncing back from a couple injuries over the last couple years, he is certainly on his way to forcing himself into the MVP conversation. This team is sitting right now pretty in a playoff spot. I don't know if they'll win a division over Philadelphia or Dallas. We'll see, because they have those games coming up. But with him out of the lineup, this is a totally different football team. They are trying to be in the playoffs for the first time since 2016. Are those Giants? Saquon will be the one to take them there. Number three? This is easy, right? Lamar Jackson. I mean, it's pretty easy. Although Huntley last year came in and played okay, but he's not Lamar Jackson. Lamar Jackson, despite folks up getting it done, he'll have an opportunity to put his name back in the hat on the MVP conversation as the season wears on. I don't understand how people just continue to let him dominate the game, and from a running back, from a quarterback position, doing the things that running backs can do. And he's also shown us this year that he can also spit the ball out with the best of them. To quote a famous housewife, who gonna check me, boo? That's Lamar to the rest of the NFL defensive coordinators. The Ravens, by the way, won 3 straight, and they're on a bye. Number two.